Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tân Lạng Sơn nhá. Hôm nay là buổi chiều ngày 24 tháng 6 âm lịch năm 2022. Thì rất lâu rồi, hôm nay em mới lại có thời gian để em lên cái đồi đào Giáng Huyền này. Em quay để cho các bác xem lại những cái cây đào của em và chia sẻ với các bác một số cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của em chăm cái cây đào này cho các bác hiểu rõ hơn nhá. Đấy, thì đây là những cái cây đào đã cắt dăm được khoảng độ chục hôm này. Từ hôm cắt dăm là em quay cho các bác đến hôm nay là được tầm độ 10 hôm rồi. Thì các cái dăm của nó bắt đầu nhú lên tầm độ 5 phân này các bác. Đấy, nó phát đều ra xung quanh một cái cây này. Tầm độ 5 phân rồi. Đấy. Thì cái thời điểm này thì mình chỉ cần đi phun thuốc phòng trừ sâu đục thân thôi các bác. Đấy, phòng trừ sâu đục thân. Và kèm thêm một cái loại thuốc nữa là man xanh. Để cho nó phòng trừ những cái bệnh bệnh nấm, bệnh rỉ sắt trên cái cây đào thôi. Đấy, chỉ có hai cái loại thuốc đấy thôi nhá các bác. Thì ngày mai bắt đầu em sẽ đi phun. Thì ngày mai em lại quay tiếp lên cho các bác xem các cái loại thuốc của em đang dùng. Và mùa này thì năm nay thì thời tiết nó mưa ẩm rất là nhiều. Thế nên là năm nay cái bệnh nhện đỏ lại ít các bác ạ. Không thấy xuất hiện nhện đỏ nhiều lắm. Như mọi năm tầm giờ mà nó nắng nóng nhiều là cái con nhện đỏ nó phát triển rất là nhanh. Mình phun phải kịp thời thì cái cây đào nó mới không bị bệnh. Đấy, cái bệnh nhện đỏ thì là nó cái con nhện nó cứ ăn nó bạc hết cái lá này các bác. Đấy, những cái lá ở trong này thì nó ăn xong nó bạc, xong nó lấm chấm, nó có những cái tơ trắng trắng ở trong cái lá này này. Nhưng mà năm nay thì em lại thấy ít cái bệnh đấy lắm. Tại vì năm nay ở trên Lạng Sơn chúng em là mưa ẩm rất là nhiều. Nên là cái thời tiết mưa ẩm ấy thì nhện đỏ nó không phát triển được đâu. Nó chỉ nắng nóng thì là nó phát triển mạnh này các bác. Còn năm nay thì chỉ đi phòng trừ sâu đục thân thôi. Đây là cái bệnh sâu đục thân này các bác. Nếu như các bác mà không phun được phòng sâu đục thân thì cái ngọn non của mình vừa mới nhú ra được bằng này. Đấy, tự dưng nó lại đen thui hết vào này các bác. Đấy, thế coi như là mất một cái cành dăm rồi đúng không các bác? Nên là thưa dăm. Nên là các bác khi những cái ngọn non này nó mới nhú ra như này thì các bác tập trung đi phun thuốc phòng trừ sâu đục thân. 15 đến 20 hôm là các bác phải phun. Phun nhắc lại một lần nữa. Đấy, sau khi nào nó cao khoảng độ 25 đến 30 phân rồi thì các bác dừng lại không cần phun nữa. Chứ còn nó mới nhú ra như này là các bác càng phun được nhiều thuốc phòng trừ sâu đục thân thì nó lại càng phát triển mạnh các bác ạ. Riêng cái đào, cây đào nó lại có cái hay là mình phun thuốc các cái loại thuốc sâu thì nó lại càng tốt nhanh và càng phát triển rất là nhanh. Đấy. Em tại vì trong cái thuốc sâu ấy nó có cái các cái chất lưu dẫn để cho cái cây nó hấp thụ và hút cái chất dinh dưỡng nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Nên là cây đào mà được phun thuốc sâu nhiều ấy, bất kể loại thuốc sâu gì thì nó cũng đều sẽ lớn rất là nhanh hơn so với những cái cây mà mình bỏ không bao giờ phun nha các bác. Đấy. Đồi thì hôm nay cũng rất là rậm cỏ rồi. Và em nữa lại cũng phải đi phát đây các bác. Em trồng ở cái đồi cao như này thì cái độ dốc của nó rất là nhiều. Nên là em chỉ làm cỏ xung quanh gốc thôi các bác. Đấy, xung quanh gốc cho nó sạch sẽ, cây đào nó phát triển. Còn bên ngoài thì mình cứ để cỏ cũng được, mình đi phát. Vừa cho nó ẩm đất, vừa giữ được những cái chất mùn, chất đất. Khi mà trời nó mưa to thì nó không bị xói mòn đất đi. Đấy, thì em chỉ có đi phát cỏ thôi. Còn trong cái gốc cây đào thì lúc nào cũng phải làm sạch cỏ như này các bác. Đấy, nó phải thoáng ra như này. Thì cái cây đào nó mới phát triển mạnh được. Vì cây đào là cái rễ nó ăn nổi lên chứ không ăn chìm xuống. Nên là cái bề mặt bên trên nổi lên này thì các bác phải làm sạch. Thì rễ nó mới bắt đầu ngoi lên, nó mới ăn được. Đấy, các bác nhìn như ví dụ như cái cây này, cái bề mặt này sạch hơn những cái cây khác thì nó sẽ to nhanh hơn. Là cái gốc của nó này. Gốc của nó đã to bằng to hơn ngón tay cái của em rồi. Nó phải gần bằng hai đầu ngón tay rồi các bác, thì các bác biết là nó to như nào đấy. Đấy. Nếu mà cứ làm được sạch như này thì cây nào nó cũng to đều như này. Đấy, và nó rất là thích những cái đất phụ, đất mình móc lên xong rồi mình đùn ra các bác ạ. Đất phụ, đất mới ấy, mình dùng máy xúc mình cuốc đảo đất lên thì nó hợp nhất là những cái đất như thế. Đấy. Còn bây giờ em sẽ đi
một vòng quanh vừa để cho các bác xem nhá. Lát nữa em lại xuống cái bãi đào thất thốn em quay. Cỏ rậm ôm nhà đi vào thì cũng sợ rắn đấy các bác. Có con rắn xanh mà nó nằm đây thì cắn cho cái thì không biết đường về luôn ấy. Và em nữa làm sạch cỏ thì em đi vòng quanh đồi em quay cho các bác sau nhá. Bây giờ em cứ loanh quanh ở chỗ này á, vừa quay vừa nói chuyện với các bác. Đây này, sau khi cắt dăm này các bác đấy, sau khi cắt dăm nó bật lên, cắt một cành dăm đi mà nó lại bật lên thành hai ba cành dăm nữa thì cứ gấp chảo thế thôi. Cuối năm cây đào của mình nó sẽ dày dăm, một năm thì cắt đến 3 đến 4 lần đến 5 lần cắt dăm thì được một cái cây để chơi Tết. Nói qua thế để cho các bác nào mới trồng, các bác mới chơi hay là các bác mua để chơi để các bác hiểu được cái cây đào, chúng em các cái bước làm ra nó như thế nào. Nhiều bác là nhìn thấy cây đào rất là to nhưng mà nghĩ phải trồng 5, 7, 10 năm rồi, thế nhưng mà cái cành dăm của nó thì chỉ 1 năm đến 2 năm là hoàn thành thôi, hoàn thiện cái tán của nó thôi. Còn cây lâu năm hay cây ít năm là nó nhìn vào cái gốc cây của nó các bạn ạ. Gốc càng to thì cây càng lâu năm, còn gốc nhỏ thì là cây mà tán to thì cây vẫn là cây mới trồng thôi. Như cái đào huyền này nó phải rơi vào khoảng 3 năm thì bán nó mới có giá được các bạn. Đây là thỉnh thoảng trên đồi thì nó vẫn có cây chết đi, tại vì mùa hè nắng nóng không các bác, cây nào mà dễ nó yếu là nó chết ngay đấy. Và cái cây này cũng là có một bị cái bệnh nấm ở đây này các bác đấy, nó cứ sùi cây lên, nhìn nó không được khỏe, nó không được mập cây, nên là đến mùa hè nó nắng nóng nó không có rễ ra mới thì nó chết là phải thôi. Đấy, cái này là bình thường thôi. Có kinh nghiệm nhiều thì sẽ hạn chế được những cái cây chết, còn không có kinh nghiệm thì nó sẽ chết nhiều từ cái bước chọn giống đầu tiên này các bác ạ. Đấy, cây này cũng chết này, cây này cũng chết này. Đấy, nhưng mà vườn này nó gần 3.000 cây, chỉ chết được tầm độ cùng lắm là 100 cây, 200 cây thôi các bác, thì nó chưa đến 1%, nên là cũng vẫn gọi là đạt rồi các bạn. Mà em nói một vấn đề nữa là cái dăm đào nha các bác, nếu như dăm đào của các bác mà cao ấy, bây giờ mà 24 tháng 6 âm lịch rồi mà dăm nó đã cao khoảng độ 35-40 phân rồi, được cắt dăm lần nữa rồi, cây các bác khỏe thì các bác cứ cắt luôn từ ngày hôm nay này hoặc ngày mai ngày kia. Các bác cắt thì nghe cái cây đấy thì sẽ đến 20-25 tháng 7 âm lịch thì các bác được chốt. Đấy, thế nhưng mà các bác phải chăm mạnh cho cái cây nó phát triển để cho nó đến 20-25 nó kịp dăm nó đủ độ dài thì các bác mới chốt được. Còn nếu như cây của các bác mà yếu rồi, nhìn nó cũng không phát triển vượt trội lên nữa mà, thì các bác để đến tầm độ đầu tháng 7 âm lịch thì các bác chốt một thể luôn nhé, và không cắt nữa. Đấy, cái vấn đề chốt dăm thì rất là quan trọng. Thì mai ngày kia em sẽ ra nhiều cái clip hơn để em nói cho các bác, để các bác hiểu và các bác làm nhé. Rồi, cái video này em xin kết thúc tại đây nha các bác. Lát nữa em xuống cái vườn đào thất thốn để em quay cho các bác xem. Em xin chào toàn thể các bác.